À, các bạn, thằng lãi của mấy anh em đi nè. Có không? Thả cái rồi nè các bạn ơi. Đúng không? Thấy không? Thằng lãi mấy anh em nè. Con này dẹp mẹ. Má là làm cái lót cái ngu lắm. Dở là không có, quay video như thiệt. Nè, chào ông. Nói như đúng rồi vậy hả? Bạn ơi, nè, cá rồi. Bởi vì nó chửi cho chứ có tiền. Cá đó, thấy không? Đóng không? Nè, tép đây mấy ký luôn nè các bạn. Thôi dẹp đi, đổ ra không chửi cho mẹ. Đây nè, cái chai bên đây nè các bạn. Cái chai còn đông ký mấy vậy nè các bạn. Cái đằng kia đó các bạn, nước gầm trước á được nhiêu cá nè các bạn. Nè. Nè nè được con cá chê nè. Đó các bạn thấy không? Nè, được nhiêu cá nè. Được con cá chê. Đó, được con cá chê nè các bạn thấy không? Con cá chê cũng chồng. Đó, được hai con cá chê. Nó hồi nãy đặt đằng trước các bạn. Nè, cá chê nè, bạn thấy không? Được hai con nè. Đó. Nè. Mấy con cá sặc nè, nãy đặt đằng kia trước. Dở giờ lát dở tiếp. Đó thấy không? Bạn thấy không? Được hai con. Đó. Đó. Được qua con vịt luôn các bạn ơi. Ông chú ông cho vịt rồi các bạn. Hả? Được qua con vịt nữa các bạn ơi. Nên tiết kiệm thì nó hư. Vịt, vịt mới chết hả? Vịt đẻ mới chết hả? Giờ đâu có rơm gì khô đâu, còn sống. Còn sống các bạn, được ba con. Lần đó lấy mấy cái cây đó kìa, đó cái cây vịt thiêu nữa. Chắc dịch này dịch à, kiểu chút chưa sao á. Ăn no kiểu con giống như gì nhà kêu tụi nó là không ra nên cầm gì ta. Có ai em trúng ở đây mẹ rồi. Trên đó đồng bà không ai đi cả. Có thằng Hận nó mà dễ gì đi. Đúng rồi, coi coi. Nè, phải đặt cái đú này nè. Cho cái miệng cá ra các bạn. Cá nó đang ra, có trời ra các bạn ơi. Lát hải đổ này, lại nước dòng nè, nước chảy á. Bạn thấy không? Nè. Trước thì nó đang ra, ra cống á. Có dân lưới không có cũng được mới giờ Hải với ông anh làm cái đú đây nè, đặt cái đú đây nè cho nước chảy ra giờ cá nó sắc các bạn, nước nó sắc á, nước nó sắc thì trên cạn nè, hồi sáng là chưa đi là nước trên đây còn ngay đầu gói giờ nó sắc nè các bạn, nó khô bà. Bây giờ Hải với ông anh đặt cái đú đây trên cá nó ra các bạn, một lát Hải với ông anh gỡ lên là chắc có cá. Giờ cá nó gom xuống lọc lạch rồi các bạn ơi, quá trời ngớp rồi, còn thấy không, nó ngớp đó. Ngớp dài ở trên đó là dừng rồi, trắng hết trơn luôn. Giờ anh xuống rồi mà thấy không, kìa trên đó kìa, đó nó ngớp kìa, vui cơm soi luôn các bạn ơi. Giờ nó đang xuống lọc lạch nè, một tí và mấy anh dở lên, giờ nó đang sắc. Ông anh ông đang dưới này, ông đang sửa lại. Sửa cái đú dưới này lại đặt ngay cái miệng trống. Đó, ông anh đang dưới này. Chắc nửa tí nó đổ. Cá nhiều lắm các bạn ơi. Rồi nó sắt rồi, cá nè, nước chảy nè. Chờ lúc 12 giờ mấy giờ tới giờ các bạn. Giờ này gần 4 giờ rồi. Đó. Giờ nước cái sắt hết trơn các bạn ơi. Thấy không? Chắc nửa tiếng nữa là chắc có đổ được. Giờ cá nó gom mà. Thấy không? Lúa nó cắt rồi, lúa chét nó lên. Lúa chét này cũng gần chín rồi các bạn. Người ta xới cũng mớ rồi đó. Nó, giờ nó gom ra nè. Thấy không? Trời không? Cái này cái lắm các bạn ơi. Mà mình bát cũng nhiều nữa các bạn thấy nè, Hải mình bát cho các bạn coi nè, đây mình bát là trái xung xơi luôn, trái nhiều lắm các bạn, bạn thấy trái không, đó, trên đó trái rồi, nó chưa chín, ở đây mình bát chứ lắm, đấy, có dịp nào chín Hải quay mình bát cho các bạn xem nữa nè, trái là lựu chân luôn các bạn, đó. Cái giờ nó gom xuống đây à, lắc đổ xuống. Ủa? Giờ đang đuổi các bạn ơi. Nè thấy không? Các bạn thấy không? Giờ ba bốn anh nè. Nó giờ đang đuổi cá nè. Cho nó gom xuống dưới. Cho nó gom xuống dưới nè. Sao vậy? Bánh hả? Cái gì cũng được. Đó. Bây giờ đói quá, bây giờ được mấy cái bánh nào ăn mì nè, đúng không? Bánh
đó bạn thấy không nè, bánh nè, bánh nè, bánh đường mì nè, đó được nhà tài trợ nè, được mì Tsukumi luôn đó, mì Tsukumi chứ chưa rồi. Ngọn anh đi ra đi lúc 12 giờ giờ ổng đem mì gan nè, giờ ổng đuổi nó các bạn đó. Giờ đang đuổi các bạn ơi, hiếm không, anh đang đuổi mấy giờ hả? 4 giờ hay gì, chắc là 4 giờ này nó gom thế này các bạn ơi. Đó, giờ cá, giờ cá nó gom các bạn ơi, quá trời rồi. Wow, trời trắng con chưa các bạn ơi, lấy cái thiệt nhấp trên này nè mới chạy xuống nha. Cá giờ quá trời gom các bạn. Nhưng mà nó không coi dưới này có cá không, có con cá chơi cá lóc nào không, uống chưa, chưa dở lên hả, dở luôn hả, rồi ốc xong rồi, nó tới rồi đó, dở rồi đó các bạn, có cá lóc đó, chạy nhảy kìa, cá lóc nhảy kìa. Thì con cá lóc nè các bạn. Ủa, sao cá không trúng bao nhiêu hết vậy? Nó còn nằm trên cái ống bọng trên đây nè. Trên lỗ bọng nè. Khi chích nó chạy xuống không chịu. Chích nó trâu xuống rồi. Có được con cá lóc trong đó các bạn ơi. Để từ từ đi, cho nước. Nước nó trong, à? nó trong rồi đi. Nó trong rồi tôi chích cái từ từ để tôi vớt xuống từ từ. Nước còn chảy ra mạnh hơn. Cái này gom đây nè. À, các bạn, thành quả của mấy em đi nè, có không, thả cả rồi nè các bạn ơi. Thấy không, thành quả mấy em nè. Có mày dẹp mẹ, ủa má là làm cái lót canh ngu lắm, dở là không có, quay video như thiệt. Nói cái gì đúng rồi vậy hả? Bạn không, nè cả rồi. Bởi vì nó chửi cho chứ có tiền. Cả đó, thấy không, đóng không? Nè, tép đây mấy ký luôn nè các bạn. Thôi dẹp đi đổ ra, không chửi cho thấy mẹ. Đây nè, cái chai bên đây nè các bạn. Cái chai còn đúng ký mấy vậy nè các bạn. Ông nội ơi, nó chửi cho. Với còn cái lý với con cá lóc bà mấy năm nè. Nó chửi sậu lồn cá đây thằng ký mấy. Nè, không có được con. Được chén tét rồi ha. Tại bây giờ là ngon á, cái đó có gì vậy? Có canh phai ngọt á. Có ăn được hả? Có cái bầu nấu ngọt. Con nó con gì Đạnh? Nãy mua có mùi điển, mùi điển là ngon lắm trời, nướng ngon lắm trời. Dạ, nãy mua có một tờ không? Không, không có. Có ăn không? Không, bỏ đi. Mùi điển nó nướng ngon lắm á. Được nàng ốc đó, được rồi, thành quả được nhiêu đó, chắc cũng 3 ký gì đó, sao kỳ vậy mấy.